em không thể làm trái với cảm xúc. Và cái quyết định duy nhất đó là cảm xúc của em. Em xin lỗi. Và em hy vọng là anh sẽ không buồn vì điều đó. Dạ. Em hãy nói cảm xúc của mình khi gặp hai chàng trai. Em xin lỗi. Không sao cả, đó là những cảm xúc rất thật. Thực sự á, em chỉ muốn nói là khi mà em quyết định ngồi cái chiếc ghế này á, em đã đắn đo rất là nhiều. Tại vì em là một người sống rất là nhạy cảm và lệ thuộc vào cảm xúc của người khác. Trước giờ mọi người có thể nói em như thế nào, em cũng rất là dễ tổn thương. Chính vì vậy mà em rất sợ người ta sẽ đánh giá mình, một người con gái không đủ bản lĩnh để tự tìm hạnh phúc cho chính mình mà phải đến đây. Do đó là em hy vọng rằng hai anh sẽ hiểu. Em rất hoàn toàn nghiêm túc về điều đó và mong rằng hai anh cũng sẽ là hai người nghiêm túc trong tình cảm. À, chị tin rằng là hai người đàn ông ngồi bên đó đã lắng nghe và cũng đồng cảm và chia sẻ với em một cách rất chân thành. Chị cũng là một người không có hạnh phúc, không có may mắn trong cái con đường tìm kiếm một nửa của mình. Nhưng mà chị đã trải qua rất nhiều và chị hiểu nếu như mình cảm thấy mọi việc nó quá nặng nề và căng thẳng, người bị tổn thương chỉ là mình. Chị cũng đã từng khóc cười vì một câu nói của ai đó. Chị đã nhiều lần nghĩ rằng cuộc đời mình không để ai điều khiển cảm xúc của mình nữa. Nhưng đến nay chị vẫn làm chưa được điều đó. Nhưng chị mong em sẽ làm được. Bởi vì em trẻ, có thể trước đây em đã có nhiều va vấp, có nhiều điều không vui trong cuộc sống. Nhưng em đừng ngại ngần gì cả. Và em hãy tự tin ngồi đây để mưu cầu hạnh phúc của mình. Chúng ta được quyền sống, được quyền khao khát, hy vọng và được quyền tranh đấu để có được một tình yêu. Mình nặng nề thì mình sẽ bị tổn thương nha. Và chắc chắn ai đó đến với em ở thời điểm này, đó là một cái sự chín mùi của một người phụ nữ. Người đàn ông đó mới là người thật sự hạnh phúc. Tự tin lên em nhé. Cảm ơn chị. Hạnh phúc là điều thiêng liêng và chúng ta cùng hướng tới. Tuyệt nhiên tình yêu chưa bao giờ là trò đùa. Đôi khi chúng ta còn không chạm được đến tình yêu đúng nghĩa. Cảm ơn em. Cảm ơn em rất nhiều. Các bạn đã được nhìn, các bạn đã được nghe. Bây giờ sẽ là lúc các bạn có thêm cơ hội để lựa chọn chân ái cho mình. Các cụ có câu là chăm nghe không bằng một thấy, chăm thấy không bằng một sờ. Chương trình sẽ tổ chức cho các bạn có được sự động chạm cần thiết thông qua những bước nhảy trên một nền nhạc rất nhẹ nhàng trữ tình. Để làm gì? Để các bạn cảm nhận hơi ấm của nhau, để các bạn cảm nhận nhịp đập trái tim của nhau, để các bạn cảm nhận hơi thở của nhau và để các bạn có những quyết định đúng đắn. Cảm xúc rất tuyệt vời. Tôi hỏi Xuân Thu, chạm vào em thấy thế nào? Em hồi hộp lắm. Hồi hộp. Còn anh thì thấy nha. Thế cũng hơi ngại ngại sao? Hơi ngại ngại sao ấy? Hai em thế nào? Em thì thấy không gì, nhưng mà em thấy là đứng kế bên em là một bạn nữ mà thật sự là chưa có được thoải mái lắm, nên em cũng muốn mình nồng nhiệt hơn chút nữa, nhưng mà sợ sẽ làm bạn ấy sợ. Không, không được nha. Cảm nhận một nha. Một người đàn ông tâm lý nha. Đó, tâm lý nha. Anh là điều dưỡng viên mà. Dạ, thật sự thì em nghĩ là cái gì cũng cần có thời gian đối với em hết. Anh Hậu, có phải là đối tượng em mong chờ cánh tay đưa ra để mời em nhảy không? Ngay lúc đầu tiên em cũng nghĩ là sẽ là anh Hậu. Tại vì anh ấy là cái mẫu người mà rất là tâm lý. Em nghĩ anh ấy đối với tất cả các cô gái, nếu mà anh ấy cũng đều tâm lý như vậy thì đó là một người đàn ông rất là tốt. Nhưng mà anh Hậu có phải là cái người mà cho em cái chút rung động hồi đầu tiên chương trình mà em nói có đó? Dạ, là anh Hậu. Cảm ơn em.
Tôi muốn hỏi Trung Hậu trước. Đối với em thì em cũng vậy, em sẽ chắc chắn hẹn hò và em muốn bạn Thủy Tiên cũng hãy mạnh mẽ lên, cứ phải bỏ qua tất cả và hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn. Ý kiến của Thủy Tiên như thế nào? Trung Hậu thì đã sẵn sàng. Em nghĩ là chị My ơi, Tiên ơi, em nghĩ là trước khi mà Tiên trả lời thì em nghĩ là ba chị em mình nên cố vấn cho Tiên một tí xíu. Đúng rồi. Vì cá nhân em thì em nghĩ là anh Hậu này là một người đàn ông có gia đình đó. Như từ đầu chương trình em thấy á, Tiên khá là nặng nề về những cái việc đã qua. Đúng. Vì bản thân Ngọc cũng là một người từng trải qua những việc như vậy. Thứ nhất là tự làm cho bản thân mình rất là khổ. Thứ hai làm cho mình không muốn, không có một cái niềm tin gì với cuộc sống, cả với tình yêu và hôn nhân. Cho nên lúc đó Ngọc rất là u uất. Và Ngọc muốn Tiên ngay lúc này chắc chắn bỏ qua điều đó sẽ rất khó. Nhưng mà Tiên cố lên, vì Tiên đẹp nè, Tiên có tài năng nè, Tiên có tất cả những gì người phụ nữ mong muốn. Mình phải tự tin lên với những gì mình đang có, và mình phải bước đến cái con đường đi nó đẹp hơn, tương lai đang trước mắt mình. Và người tốt cũng rất nhiều bên cạnh mình, chỉ là mình chưa đủ mở lòng. Nhưng ngày hôm nay Ngọc thấy ở Tiên, ngoài cái nỗi buồn ra, đôi lúc Tiên cười, Ngọc có thấy được Tiên đã mở lòng mình hơn rồi. Thì giờ hãy mở hơn nữa để mình được bước đến một mối quan hệ mới. Hy vọng rằng là hai người sẽ kết đôi ngày hôm nay, và sâu hơn nữa là một mối hôn nhân tốt đẹp cùng với các đứa trẻ sau này. Em cảm ơn chị. Tiên ơi. Dạ. Không có ai hứa cho em cái gì ở cuối con đường hết. Cái đó là lệ thuộc vào em với bạn cùng với nhau quyết định cái gì. Nhưng em có thể chọn được cái điều ngay tại khoảnh khắc này. Em chọn ôm vết thương hay em chọn ôm tương lai? Nếu em muốn ôm lấy tương lai của mình thì đặt vết thương xuống. Trà và thư pháp và thiền và yoga và âm nhạc, tất cả những thứ đó không chữa lành vết thương, trừ phi mình chọn là tôi chán đau rồi tôi đứng lên và tôi đi tiếp. Mình có thể cống hiến cho một cuộc tình ngần ấy thời gian của cuộc tình, nhưng sau khi cuộc tình đã đi qua mà mình vẫn chọn đau về nó là mình lỗ, mình ráng chịu. Người ta chỉ làm đau mình đến đó, mình chọn đau đến tận bây giờ. Mình có dại không em? Em chọn ôm tương lai hay chọn ôm quá khứ là bây giờ đấy. Dạ đó, Yến cũng chia sẻ thêm với Tiên. Tiên là một người rất nội tâm, Tiên hơi sợ yêu, không có dám mở lòng để yêu tại vì sợ người ta tổn thương một lần nữa. Cá nhân tất cả bao những người phụ nữ ngồi đây, ai dám nói đã chưa từng tổn thương trong tình yêu? Tổn thương đầy luôn. Yến nè, bị cắm sừng hả? Sừng nhiều như nữ thần tự do luôn á. Sừng nhiều như nữ thần tự do luôn á. Thiệt, bị cưng mà sao? Mình vẫn cảm thấy là đó là trải nghiệm của bản thân mình. Tại vì nếu mình không có những trải nghiệm, chắc chắn mình sẽ không có thời gian bây giờ. Và quan trọng nhất là bây giờ Tiên đứng đây rồi, ai cũng ủng hộ Tiên hết đó. Không chỉ riêng gì anh Hậu, Yến chắc chắn rất nhiều người đàn ông ngoài kia rất là mê Tiên luôn. Quan trọng là mình mở lòng ra, mình trải nghiệm. Hậu ơi, Hậu, cho chị xin cái kiến thức của một điều dưỡng viên. Khi em tiếp cận với một người đang bị đau, đang bị thương, em sẽ muốn chọn mang lại cho người khác năng lượng gì để chữa lành vết đau của họ? Em cũng xin tiết lộ là cái khoảng thời gian em làm 10 năm ở bệnh viện nhiệt đới là em làm ở khoa S. Bệnh nhân nhiều nhất của em là những chị nữ và những người vợ mà chồng đã sơ ý mà làm cho họ bị nhiễm nhiễm bệnh. Cũng hay vô tâm sự với họ để tạo cho họ một cái động lực để họ hướng tới cuộc sống. Thật sự tất cả những bệnh đều là do tâm bệnh hết. Nếu mình suy nghĩ một cách lạc quan hơn này kia thì sức khỏe mình sẽ tốt thôi. Có thể bạn Tiên là có một cái nỗi đau nào đó, cảm xúc của bạn đó hiện tại đang bị đóng băng, nhưng em nghĩ đối với cái nhiệt huyết của em và những cái chia sẻ gần gũi thì em có thể sẽ phá vỡ được cái chuyện đó. Vâng, cảm ơn những cái lời chia sẻ tôi nghĩ rất là quý báu dành cho Thủy Tiên vào lúc này. Ở đây ai cũng thấy rằng bạn cần mở lòng, chỉ có mình mới biết được trái tim mình có rung động hay không. Không vì chúng ta quá cô đơn mà chúng ta lựa chọn đại một đối tượng. Nếu thật sự người đàn ông đứng bên cạnh có làm bạn rung động, bạn có cảm xúc, thì mặc dù nó ít thôi, nhưng chỉ cần có, thì chúng ta hãy cho mình một cơ hội, hãy làm đúng cảm xúc của trái tim mình lúc này. Và bây giờ đến lúc Thủy Tiên đưa ra quyết định của mình. Em chắc chắn đây sẽ là một người đàn ông tốt. Vì khi mà em tiếp xúc thì em nhận được cái năng lượng của anh. Tuy nhiên là cái
con tim của em giống như chị Trác Thúy Miêu hồi nãy có nói với em á, thì em vẫn đi tìm một sự cam kết, nhưng mà thật sự ra đó là nó dường như đóng băng quá lâu, chưa đủ để tan chảy. Em quyết định sẽ dừng lại. Và chúng ta phải tôn trọng ý kiến của cô ấy. Dù cho có kết thúc chương trình tại đây, cô ấy cũng ra về với rất nhiều những năng lượng tích cực. Và những nguồn năng lượng tích cực đó, chắc chắn cô ấy sẽ tìm được hạnh phúc của mình một ngày không xa. Trước tiên, hãy yêu bản thân mình, tự tin với bản thân, làm đẹp với bản thân. Những cái gì hạnh phúc nhất, tốt đẹp nhất sẽ đến với em. Em cảm ơn chị. Cảm ơn em. Em biết là khi em đứng trước sóng truyền hình và em nói ra điều này thì tổn thương anh rất nhiều. Em xin lỗi anh. Nhưng mà em không thể làm trái với cảm xúc, và cái quyết định duy nhất đó là cảm xúc của em. Em xin lỗi. Và em hy vọng là anh sẽ không buồn vì điều đó. Đó không phải là lỗi của em nha. Chia sẻ đi nè. Em tin là sẽ có nhiều cô gái hợp với anh. Thật sự là em đừng suy nghĩ là anh sẽ buồn hay là gì hết. Anh luôn rất tôn trọng vào quyết định của em. Nhưng mà anh có một lời khuyên là em hãy cứ sống lạc quan lên, vì xung quanh em còn rất nhiều điều tốt đẹp đang chờ đợi em. Có thể cô ấy chưa sẵn sàng ngay tại đây thôi, nhưng mà biết đâu với sự chân thành của anh Trung Hậu, kết thúc chương trình họ vẫn có thể trở thành một đôi bạn. Rồi trong quá trình tìm hiểu nhau, biết đâu một ngày nào đó họ cũng sẽ đến được với nhau. Cảm ơn hai bạn rất nhiều vì đã đến với chương trình. Vâng, thưa quý vị và tất cả các bạn, kết thúc vòng thứ 3, vòng tìm, chúng ta đã có được một cặp đôi, đó là Xuân Thu và Hoàng Oanh. Chúng tôi xin trân trọng kính mời quý vị bước vào vòng thứ 4, Trần Ái.